Hello, em xin kính chào đến cô chú anh chị nha. Hôm nay em qua em quay căn nhà tại khu dân cư Đời Xuân, thị trấn Nhà Bè. Nhà thì có diện tích ngang 5, dài 12,5 m. Nhà một trệt, 3 lầu sân thượng, 1 phòng thờ, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 5,7 tỷ, còn thương lượng chính chủ. Em cam kết cô chú anh chị nhà rẻ nhất khu này luôn nha anh chị. Mình mua căn này sau này mình có lời luôn. Thì cô chú anh chị đi xem nhà cứ liên hệ cho em qua số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Cô chú anh chị xem kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh hộ giúp em, không để làm mất thời gian của cô chú anh chị. Em quay cận kẽ của chú anh chị mình xem. Đây là gara xe hơi nha anh chị. Gara xe hơi đây. Trước thì cửa sắt, mình có cửa cuốn hạ xuống nha anh chị. Đường trước nhà thì 6 m, khu dân cư thì đồng bộ. Đó, nhà thì đó, khu dân cư đồng bộ nha anh chị. Đây đó, ở ngoài đó là mình đi ra từ đây cách chợ Phú Xuân nó phải nhìn 5 phút thôi. Nhà đây nha anh chị, đó, nhà 3 lầu sân thượng á. Em mời anh chị vào bên trong để mình xem bên trong. Anh chị đi xem nhà cứ liên hệ cho em qua số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Trên đó, nhà xe thì chủ nhà có thiết kế sẵn cho mình mấy bức tranh rất đẹp nha anh chị. Nhà xe này của chú anh chị đậu 4 chỗ, 7 chỗ đều được hết. Bên hông nhà thì chủ nhà có thiết kế cái tiểu cảnh sẵn cho mình, trồng cây xanh rất đẹp. Chú em quay cho anh chị mình xem. Bên đây thì chủ nhà tặng full nội thất như hình, như sofa, tivi, trên trần thạch cao, đầy đủ nha anh chị. Đó, làm gỗ. Bên đây không gian nhà bếp nè, tủ kệ bếp, dưới thì tủ lạnh, lớp đá hoa cương chạy vòng qua. Giá 5,7 tỷ, còn thương lượng chính chủ, ngân hàng có hỗ trợ vay của chú anh chị mình luôn. Cô chú anh chị nào cứ xem nhà thì chưa đăng ký kênh á, chú anh chị đăng ký kênh hộ giúp em. Kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ luôn luôn làm nhà Quận 7 Chính Chủ nha anh chị. Làm Quận 7, Nhà Bè, Quận 8 rồi em sẽ làm hết. Giá từ 1 tỷ đến 10 tỷ. Không gian cuối nhà nha anh chị, giếng trời đây. Chỗ này mình có cái bồn để mình rửa tay, rất đẹp. Mời cặn kẽ của chú anh chị mình xem. Không gian nhà bếp rất rộng rãi, đẹp đẽ. Bên hông thì mình có cái tiểu cảnh đây, cây xanh mình trồng đây. Rất là đẹp nè nha anh chị. Đó. Em mời anh chị mình lên trên lầu 1. Em sẽ nhắc lại của chú anh chị, nhà ở khu dân cư Đời Xuân, thị trấn Nhà Bè, nhà có diện tích ngang 5, dài 12,5 m, nhà một trệt, 3 lầu sân thượng, trước sau, 1 phòng thờ, 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá 5,7 tỷ, còn thương lượng chính chủ. Em mời cô chú anh chị mình đi lên lầu 1. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Cô chú anh chị xem kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh hộ giúp em. Em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Đây là lầu 1. Phòng sau của lầu 1 nha anh chị. Nhà thì 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Giá chỉ có 5,7 tỷ, anh chị có tin được không? Nếu anh chị không tin, anh chị cứ liên hệ cho em qua số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Nhà thì rất đẹp nha anh chị. Khu dân cư Đời Xuân, thị trấn Nhà Bè, diện tích mà ngang 5, dài 12,5 m, mà giá chỉ có 5,7 tỷ à, mà ngân hàng có hỗ trợ vay luôn. Phòng thì có phòng có máy lạnh, có phòng không nha anh chị. Nhà mà nhà này riêng biệt là hệ thống xài là smartphone, bằng điện thoại, tắt điện mở điện đều là bằng điện thoại hết. Đây thiết bị vệ sinh đầy đủ luôn. Đó, hệ thống máy thì máy nước nóng, năng lượng mặt trời. Nhà thì nhà đẹp, ngay trung tâm thị trấn Nhà Bè, giá mà chỉ có 5,7 tỷ nha anh chị. 5,7 tỷ, ngân hàng có hỗ trợ vay luôn. Nhà hướng chính thì hướng bắc. Chú anh chị đi xem nhà cứ liên hệ cho em sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Em đưa anh chị xem phòng trước, phòng nữa là 2 phòng nha anh chị. Lầu 1 2 phòng, lầu 2 2 phòng. Nhà thì 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh. Đây phòng trước của lầu 1. Bên đây ban công, đây cửa sổ. Giá chỉ có 5,7 tỷ, ngân hàng có hỗ trợ vay luôn. Tủ áo đồ đầy đủ hết nha anh chị. À, đây là ngoài, là cửa nhôm sifa, rèm cửa sẵn hết luôn. Đây là ban công lầu 1 nha anh chị. Ở nhà thì khu dân cư đồng bộ nè. Trước nhà thì xe hơi thì đậu thoải mái, mình về mình đậu 4 chỗ 7 chỗ bình thường nha anh chị. Em quay có hơi nhanh, của chú anh chị xem thông cảm.
Đây, thiết bị vệ sinh thì đầy đủ hết, hệ thống nước máy năng lượng mặt trời rồi đầy đủ hết nha anh chị. Em mời cô chú anh chị mình đi lên lầu 2 để mình xem lầu 2. Nhà thì giá chỉ có 5 tỷ 7 nha anh chị, mà diện tích ngang 5, dài 12 mét rưỡi. Đây là phòng sau của lầu 2 nha anh chị. Phòng sau của lầu 2. Nhà thì hệ thống xài bằng smartphone hết nha anh chị, xài điện thoại. Cô chú anh chị đi qua trung tâm quận 1 hay mình đi Đà Lạt, mình đi nước ngoài mình vẫn tắt điện mở điện được nha anh chị. Ở nhà thì rất đẹp, tại khu dân cư Đời Xuân, thị trấn Nhà Bè, diện tích thì ngang 5, dài 12 mét rưỡi. Nhà thì một trệt, 2 lầu, 3 lầu sân thượng. Ở nhà vệ sinh riêng biệt hết nha anh chị. 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 5 nhà vệ sinh. Đó, hệ thống smartphone nè. Đó là mình chỉnh điện thoại là trên đây hết nha anh chị. Đây phòng trước phòng nữa là 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Nhà hướng chính thì hướng bắc. Đó, đây là ban công, cửa sổ đầy đủ luôn, hệ thống máy nóng năng lượng mặt trời riêng biệt hết nha anh chị. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Nhà thì khu dân cư Đời Xuân rất là đẹp nha anh chị. Trong đây người ta kêu giá toàn là 6 tỷ mấy không à. Nhà này thì em đang cam kết của chú anh chị là giá rẻ nhất, em bao lời cho cô chú anh chị mình luôn. 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh mà giá chỉ có 5 tỷ 7 nha anh chị. 5 tỷ 7. Đây là ban công của lầu 2 nè. Ở nhà bên kia đó cũng là đối diện khu dân cư đồng bộ nha anh chị. Vô chợ Phú Xuân nó khoảng 5 phút thôi. Đi vô trung tâm quận 7 không quá 10 phút, vô quận 1 tầm 25-30 phút nha anh chị. Nhà vệ sinh thì hệ thống máy, thì máy nước nóng năng lượng mặt trời đầy đủ hết. Bên đây là bồn rửa tay, kiến. Đây nhà vệ sinh, bị vệ sinh nha anh chị. Đó. Em mời cô chú anh chị mình lên trên sân thượng nha anh chị. Đây là trên sân thượng nha anh chị. Đây không gian phòng thờ. Phòng thờ đây. Ở trên đây thì mình có giếng trời riêng biệt. Ở sau thì sân thượng sau. Ở đây sân thượng sau, hệ thống máy thì máy nước nóng năng lượng mặt trời đầy đủ nha anh chị. Đó, có trồng cây xanh rẳng cho cô chú anh chị mình rồi. Thì mình lên trước là sân thượng trước, nhà thì sân thượng trước sau ngay trung tâm thị trấn Nhà Bè. Giá chỉ có 5 tỷ 7 nha anh chị. Đó, khu dân cư nè, đất đẹp. Nhà thì khu dân cư đồng bộ. Em quay cận cảnh chị mình xem. Em sẽ nhắc lại của chú anh chị, nhà ở khu dân cư Đời Xuân, Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, nhà có diện tích ngang 5, dài 12 mét rưỡi. Nhà một trệt, 3 lầu sân thượng. Trước sau một phòng thờ, 4 phòng ngủ, 5 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 5 tỷ 7 còn thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Cô chú anh chị xem kênh Bán Nhà Quận 7 Chính Chủ, chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh hộ giúp em. Em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.